Cầu Mỹ Thuận 2 căng cáp dây văng đầu tiên. Ngày 5 tháng 12, Ban Quản lý Dự án 7 chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây lắp Trung Nam đã tổ chức lễ căng cáp dây văng đầu tiên tại trụ tháp T16 Cầu Mỹ Thuận 2 địa phận tỉnh Vĩnh Long. Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, dự án có 5 gói thầu, trong đó, gói xây lắp .03B bao gồm thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng là quan trọng nhất. Gói thầu do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Kỹ thuật VNCNEC triển khai thực hiện, thi công từ tháng 11 năm 2021, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm 2023.